Đã sắp đến Tết Trung Thu, có tin vui dành cho giống bưởi văn đán vừa ngọt vừa mọng nước mà mỗi gia đình Đài Loan đều phải có trong dịp này. Theo các chủ vườn trồng bưởi văn đán ở khu má tàu thành phố Đài Nam bày tỏ, vừa mới nghe thông tin Trung Quốc tuyên bố mở cửa trở lại cho bưởi văn đán của Đài Loan nhập khẩu vào thị trường này, mặc dù nghĩ rằng sẽ không kịp hoàn tất thủ tục để xuất sang Trung Quốc vào đúng dịp Tết Trung Thu, tuy nhiên họ vẫn bày tỏ vui mừng vì tăng thêm một kênh tiêu thụ. Mặc dù đây là tin vui cho các hộ nông dân trồng bưởi ở Đài Loan, tuy nhiên do năm nay bị hạn hán khiến sản lượng bưởi văn đán giảm thấp những 35%, theo hội nông dân khu Má Tẩu thành phố Đài Nam cho biết, thời gian quá gấp gáp vì chỉ còn chưa đến 2 tuần, e rằng sau khi hoàn tất toàn bộ thủ tục xuất khẩu thì đã qua mất ngày Trung thu rồi. Khu Má Tẩu thành phố Đài Nam là khu vực có sản lượng bưởi văn đán cao nhất trên toàn Đài Loan. Còn diện tích trồng bưởi văn đán của ba huyện Nghi Lan, Hoa Liên và Đài Đông gộp lại đạt khoảng 1.200 ha, chiếm 30% tổng diện tích trồng bưởi của cả nước. Năm 2022, Trung Quốc bắt đầu thực hiện lệnh cấm nhập khẩu bưởi Đài Loan, gây tình trạng ứ hàng nghiêm trọng, trong đó bưởi văn đán của Hoa Liên chiếm tới một nửa. Các hộ nông dân trồng bưởi khi đó chỉ còn biết ngậm đắng nuốt cay không thể làm gì được. Hiện vẫn đang tiến hành thống kê số lượng bưởi có thể xuất khẩu, dù sao trung quốc cũng là thị trường rất lớn nên đài loan sẽ không gặp vấn đề thừa cung các hộ nông dân trồng bưởi rất lạc quan đón nhận tin vui này